Chính phủ và các bộ ngành địa phương của Việt Nam sẵn sàng đối thoại, lắng nghe và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc. Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi tiếp Đại sứ Hàn Quốc Kim Do-hyun vào chiều nay. Thủ tướng cũng đánh giá Đại sứ đã có nhiều đóng góp trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, đồng thời đề nghị ông tiếp tục phát huy vai trò cầu nối để đẩy mạnh hợp tác đầu tư giữa hai nước. Đại sứ Kim Do-hyun cho biết, có rất nhiều các doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Hàn Quốc mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam, nhất là vào các lĩnh vực như điện tử, phát triển hạ tầng. Đại sứ cũng tin tưởng Việt Nam sẽ tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần thứ hai tại Hà Nội vào cuối tháng này và cho rằng đây là việc làm thiết thực, thể hiện sự đóng góp trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế, thúc đẩy hòa bình trên thế giới.